Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục đi cắm trại. Và đợt này á là mình mở ra thêm một kỳ event cuối năm 2022 nữa, là Camping with YNK Adventure, để đón mừng năm mới ở trong rừng với mọi người luôn. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YNK Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem YNK Adventure. Thì cái dịp event này là dịp event thứ 3 mình tổ chức ở trong năm nay. Đợt này á rất là vui khi số người đăng ký là lên tới hơn 46 người, gần 50 người trong danh sách. Nhưng mà không biết á là mọi người có sắp xếp được công việc để đi đầy đủ không, nhưng mà với số lượng đăng ký như vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mọi người tin tưởng mình để cùng đi cắm trại, cùng giao lưu với tụi mình trong cái chuyến đi camping này. Thì mình vừa tới nơi. Đợt này là tụi mình đi khá xa. Đợt này tụi mình đi lên tới Wangaratta lận. Thì lái xe cỡ khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng tùy cái location của mọi người. Với mình thì hơn 2 tiếng rưỡi. Thì lên tới đây thì địa điểm ban đầu mà mình muốn dẫn mọi người đi là rất là đẹp. Có cát ở dưới sông coi như là như bãi biển vậy. Nhưng mà đáng tiếc là National Park người ta đã đóng cái chỗ đó rồi. Mặc dù nó không bị ngập nhưng mà người ta đã đóng rồi. Thì mình phải đổi địa điểm khác sang cái chỗ này, là cái chỗ kế đó. Lái xe chắc thêm cỡ khoảng 10 phút nữa. Nhưng mà chỗ này á, sông thì rộng thật nhưng mà nó hơi cao, thì không thể mà xuống tắm sông được. Đấy, nhưng mà thôi, vui á là có cái chỗ rộng thoải mái. Mà cái khu này á là người ta không đi vào đây nữa, là tụi mình sẽ kèm nguyên cái khu này tất cả mọi người luôn. Cỡ khoảng hơn 40 người đó là kèm ở chỗ này, sẽ rộng rãi thoải mái luôn. Thì mình cũng khá vui, bây giờ yên tâm rồi. Chỉ có một cái á, là ở trong này cái sóng điện thoại rất là yếu. Lúc mà mình vào tới đây rồi, mình xem xét địa điểm ok rồi á, thì mình phải chạy ra ngoài đường chính, vẫn chưa có mạng. Mình phải chạy ngược về ở town để mà gửi cho mọi người những cái video, những cái tin nhắn để hướng dẫn mọi người đi vào đây để không bị lạc đường á. Xong rồi từ đó phải chạy ngược vào đây lại. Thì bây giờ mình mới tới nơi để mà set up lều trại này. Cùng máy á, là sáng nay mình dậy sớm, 4 giờ dậy rồi, và chuẩn bị lên đường thì trước 6 giờ mình đã khởi hành và lên tới đây là khoảng 8 rưỡi để xem xét trước á, chứ không mà đi sạt lụt quá để mọi người chạy theo sau mình mà không cập nhật được tình hình thì để mọi người bị lạc thì cũng không hay. Đó, thì bây giờ mình sẽ tranh thủ set up lều trại của mình, rồi chắc chút nữa chiều nay á là mọi người một nửa sẽ tới nơi, một số gia đình thì ngày mai ngày kia sẽ tới. Thì mình rất là mong đợi là chuyến đi này thành công tốt đẹp. Trước khi mình set up á, mình sẽ đi một vòng quanh cái xe để cho mọi người xem cái cách mà mình pack đồ ở trên một cái xe nhỏ như thế này, nhưng mà đi cắm trại là vẫn đầy đủ nhá. Thì trên chân xe á, là mình có gắn một cái platform của Rhino Rack đây để mình chất đồ, lều, ghế, tất cả mọi thứ nặng ở trên xe để tiết kiệm chỗ trong xe, cất những cái đồ mà không trồng được được đó. Thì đồ ở trên này thì mình đem ở trên, mình strap lại dễ dàng đó. Mình có xẻng này, dưới này là mình có cái thang này để mà cần bỏ cái thang lên trên cây á, để mà bắn vịt, để mà treo bạt bên này á. Thì mình có 4 cái max stretch. Mặc dù bây giờ là mùa hè ở Úc rồi nhưng mà đường á là vẫn bị mưa, vẫn bị lầy lội. Đây mình quay cho mọi người xem này. Này. Đó, thì có những con đường nó sẽ như thế này. Tất nhiên là mình sẽ không vượt qua những cái con đường như thế này với cái xe của mình thôi. Nhưng mà lỡ mai có những cái hố á mà mình bị mắc kẹt á, thì mình vẫn có thể sử dụng cái max stretch được. Cho nên là mình vẫn phải mang để phòng ngừa, chứ không là lỡ bị mắc kẹt là cũng mất công. Tại cái xe của mình là chỉ có là two wheel drive thôi, front wheel drive xe của mình. Đây thì có ghế này, cần câu, một cái cần dài, mà loại này one piece, loại cần bay caster, cho nên là mình phải để ở trên này chứ không để trong xe được. Chặt mời cho mọi người xem cái cột sau. Full load luôn. Mọi người thấy chưa? Thì vì đợt này á là mình đi có event, cho nên là mình hay mang mấy cái đồ merchandise của mình á, như áo quần này, mũ này, rồi hoodie. Đó, thì mình có vào đây để mà show cho mọi người. Rồi ai muốn ủng hộ á thì mọi người có thể mua trực tiếp ở đây luôn. Còn nếu mọi người á mà ở nhà xem video, mà nếu muốn support mình á thì có thể liên hệ qua YouTube này, qua Facebook này, để có thể mua hàng từ đó.
thì mình sẽ gửi sản phẩm trực tiếp cho mọi người, ship cho mọi người luôn, toàn ở Úc nhé. Các bạn ở Việt Nam á, hay là những bạn ở nước ngoài muốn ủng hộ mình thì mình cũng có thể ship cho các bạn, cộng thêm tiền ship. Cho nên là đây, áo quần mình đã pack đi đầy đủ để mở event. Đó. Thì sau này cái cộp nó hơi nhỏ, cho nên mình để cái tủ lạnh và cái tủ điện của mình nhá là xong, để mấy cái đồ áo quần là kính xe luôn, thấy đường luôn. Còn trong này nữa, đó, xe này mình xếp đồ á thì cực hơn cái chiếc CRV, tại vì nó nhỏ hơn chiếc CRV nhiều. CRV mình xếp là đã mệt rồi, mà xe này xếp còn cực hơn nữa. Nhưng mà thôi, có nhiều đồ mình phải để ở nhà. Ví dụ như hôm nay mình đi á, có bạn của mình mang chainsaw rồi, mà do mình cầm áo quần đi ven nhiều quá cho nên mình mang được chainsaw thì rất là đáng tiếc. Nhưng mà những thứ quan trọng như mà toilet này, cái phòng tắm này, rồi cái swag của mình, cái ghế ngồi, những cái căn bản nhất là mình bắt buộc mình phải mang. Mình may là chuyến đi này có bạn mình đi á, là xe rộng, cho nên mình nhờ bạn mình là cầm 2 thùng cherry can này, với cái xe trolley để mà chở củi nữa, chứ không là không tay nào nhẹt nổi cái xe này. Đó, thì cái xe nhỏ thì phải chịu thôi. Đây, bây giờ mình sẽ tranh thủ đi setup, rồi căng bạt căng lều nữa. Mọi người đi cắm trại mùa hè á, thì nhớ phải chuẩn bị thêm cái sản phẩm này nhá. Cái này là cái chai xịt côn trùng, hàng nào cũng được nhưng mà phải có, tại vì mùa này á, côn trùng này, muỗi này rất là nhiều, cho nên á, lúc mà mình setup á, ruồi bú nhiều nhiều lắm, gây khó chịu. Thì xịt cái này á sẽ rất là đỡ. Mình vừa xịt một cái á là ruồi nó bay, chứ còn bay vo ve này mặt này rất là khó chịu luôn. Thì mọi người nhớ nhá, nhất là nhà có trẻ em nên có cái này. Cái squat này của mình là mình chỉ cần một sợi strap thôi, với 2 cái ratchet. Excuse me. Mình vừa setup xong cái swag của tụi mình. Thì cái này á rất là dễ dàng luôn, một người có thể làm rất là nhanh chóng. Và mở cho mọi người xem ở trong. Chân cối đã sẵn sàng, nêm ở trong đó cũng vậy, tại vì lúc tụi mình cuốn á là tụi mình cuốn chân về gối về đệm ở trong này luôn. Đấy, cho nên là lúc di chuyển á thì nó hơi nặng một chút xíu, nhưng mà khi mà unpack á là rất là nhanh, là xong. Bây giờ có chỗ ngủ rồi, bây giờ mình chỉ cần đi setup nhà tắm rồi toilet là xong xuôi, chuẩn bị làm đồ ăn để ăn nghỉ ngơi và enjoy thôi. Lúc nãy mình mới setup xong cái lều, thì bây giờ mình nhảy qua là mình setup cái nhà tắm với cái phòng toilet ở trong này. Đó, cái này thì setup cực nhanh luôn. Bây giờ mình chỉ cần treo cái mái trên này cho nó đỡ nắng nữa là xong xuôi. Như vậy là cái nhà tắm mình vừa setup xong. Thì mục đích mình để nhà tắm ở chỗ này á là vì bên này bằng phẳng là cái toilet mình sẽ để ở đây. Còn phía bên này á nó trùng xuống như thế này thì mình sẽ setup cái nhà tắm ở bên này. Thì khi mà mình tắm bên này á là nước nó sẽ trôi xuống như thế này. Đó, chứ nó không chảy ngược ra xong. Đó, là như thế này là perfect rồi. Lều xong, nhà tắm xong, toilet xong. Thì bây giờ chỉ có vác cái toilet đi để vào đây nữa là xong xuôi. Rồi setup mấy cái ghế là có thể ngồi relax được rồi. Và thường thường tụi mình đi như thế này á là do trời là chưa tối, đang ban ngày, cho nên mình cứ chill, cứ làm từ từ, mệt thì nghỉ xong hay làm tiếp. Chứ mình cần phải push để làm cho nhanh. Đó. Thì đi cắm trại như vậy thì nó sẽ thoải mái hơn. Còn khi các bạn mà bị gấp gáp với thời gian á, làm á cảm thấy rất là mệt. Như vậy là mình đã setup xong cái toilet và cái nhà tắm của mình.
Đây thì cái toilet mới là mình để ở đây. Còn phía bên này là nhà tắm của mình. Giấy là đã đi qua rồi. Là muốn tắm là tắm đây. Còn nước á, là tụi mình mang hai can này 40 lít. Đó, thì đi tụi mình đi 3 ngày thì mang hai can này thì mong là đủ. Nếu mà không đủ á thì có thể chạy ra ngoài cây xăng á, xin người ta fill up mấy thùng nước này là có thể xài tiếp. Rồi, bây giờ mình sẽ set up mấy cái ghế nữa là xong xuôi. Ngồi nghỉ ngơi. Rồi, ghế là đã set up xong. Bây giờ làm cái bàn nữa. Là bắt đầu tận hưởng chuyến đi cắm trại. Chuyến đi này của tụi mình á, thì tụi mình mang theo cái ghế recliner, cái ghế mà ngả lưng được á, tại vì xe hết chỗ rồi, nặng quá không mang nổi. Đó, thì như thế này là ngồi là thoải mái rồi. Sau khi nghỉ ngơi thì bây giờ vợ mình đang chuẩn bị làm đồ ăn trưa. Hôm nay có món nui xào thịt bò rất là hấp dẫn luôn. Thịt bò là vợ mình đã ướp sẵn ở nhà và để trong cái vacuum seal á, xong đem về đây là bây giờ chỉ còn xào thôi, nhanh gọn lẹ luôn, thơm quá trời. Sau khi thịt bò săn lại thì cho nui vào. Quá ngon luôn, thơm nhức nách. Chỉ cần 10 phút nấu cái này thôi là đã có bữa ăn trưa quá ngon rồi. Đó, quá hấp dẫn luôn. Đây, đây là bữa trưa của tụi mình nha. Xin mời cả nhà. Ngon. Mà rui nhiều quá. Mọi người thấy chưa? Lúc trưa là trời nắng trong xanh. Bây giờ là sấm chớp âm âm, gió to, mưa kéo đến. Đi camp một ngày nó trải qua cái thời tiết là gọi là bốn mùa luôn á. Nhưng mà không sao. Wow. May là tụi mình đã chuẩn bị sẵn lúc trưa là đã trăng bạc rồi. Cho nên là buổi tối là có chỗ ngồi ăn uống thoải mái. Đây, bên này là mình cũng có cái bát cho cái lều của mình luôn. Là tối nay không sợ rồi. Gió to lắm. Tại bây giờ nó đang chuẩn bị mưa, sầm chớp liên tục. Rồi, tối nay là nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức. Ngày mai là mong thời tiết tốt đẹp hơn, cho nên là tối nay dưỡng sức để ngày mai chơi. Tại ở đây tới 3 ngày mà, cho nên là thoải mái. May mà treo bạt gió to cho nên là treo từ trước mà chắc chắn, cho nên là nó cũng không bị sập bạt. Hôm nay á thì chỉ có 4 gia đình thôi, là gia đình mình nè, rồi bên này có Nathan và Love Brett này, rồi phía bên này là setup của anh Quang. Rồi trên kia là setup của một gia đình nữa. Là hết. Ngày mai mọi người sẽ lên nhiều hơn. Thì con số hiện tại á, thì chắc là ngày mai sẽ lên 23 người. Còn một nửa còn lại là có chuyện gia đình cho nên là không thể tham gia được. Đây, sớm chớp đúng đúng.
Ơi, bây giờ tranh thủ tắm rửa xong vô lều nghỉ ngơi để ngày mai có sức chơi tiếp. Hôm nay là khỏi câu cá rồi.